Đó là cá nguyên thủy nè cả nhà. Cá gì mà nó giật dữ vậy, chút được coi. Nhìn nhảy dữ vậy. Ôi trời ơi. Dạ, Tiền mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Hôm nay Tiền tiếp tục lên đường đi thăm lạc cá nha cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay á, Tiền tranh thủ đi thăm sớm, tại vì nước ròng sát á. Đợt rồi Tiền thăm á, bị nước lớn lội, cực quá, tại vì Tiền bận công việc á. Nay nước sát, ròng sáng á, Tiền tranh thủ đi thăm. Thì đầu video Tiền cũng không quên chúc cho đại gia đình thân yêu mình ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha cả nhà. Thì cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và hữu ích, hấp dẫn, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo, để Tiền có cái động lực nha cả nhà. Tiền chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Và bây giờ thì Tiền mời đại gia đình thân yêu mình theo chân Tiền thăm cái luồng lờ này, hy vọng sẽ có thành quả chúng cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Mời cả nhà. Dạ, vẫn là cái lờ cá đầu tiên nha cả nhà. Chà, cái lờ này có u lưới, có lủng lỗ. Có u lưới nè cả nhà. Nè, có u lưới nè, lủng lỗ ở trong kia nữa kìa. Không biết có cá gì không đây. Khai lờ cái đầu tiên ngon lành coi. Cho cả nhà xem có động lực coi. Trời đất ơi, kỳ vậy ta, là một lỗ trên đây dữ trời. Dạ, tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn, ở trong cái bọng cây nè cả nhà. Cậu cây vậy, ôi trời ơi, cái rùa phi chà quá luôn cả nhà ơi. Ôi trời ơi, nó dãy dãy văng quá chăng. Cái rùa phi mập ú luôn cả nhà. Tiền sợ bỏ trong cái bọng cây nước lớn lên á, sợ nó chìm cái lờ, nó kẹt chìm lờ. Tiền bỏ thêm một chai nữa là hai chai cái rùa phi nè cả nhà. Quá đã luôn, ngon lành ngành đạo. Cá này về nấu canh khóm ăn béo dữ lắm cả nhà, mập ú luôn. À rồi, để Tiền hớp máy tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Dạ, Tiền tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lờ cá tiếp theo luôn. Cái lờ này đặt rồi vô một con cá lóc với một con cá dày nè cả nhà. Tiền dặm chỗ mới, Tiền thăm đợt này là đợt thứ hai, đặt rồi là đợt đầu tiên đó cả nhà. Ôi đứa cuối, lờ cá sặc luôn cả nhà ơi. Ôi đứa cuối, quá trời cá sặc, cá sặc nữa nha. Cá sặc này phơi một nắng, mần sạch sẽ phơi một nắng á, muối phơi là 200.000 đồng một ký cả nhà, mà không có để bán luôn, quá đã luôn. Rồi, để Tiền ướp máy bắt cá ra rồi tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Trước mặt Tiền thấy có cái trái này không phải trái giác không? Có phải trái rác, trái giác không cả nhà? Trái giác mà thường thường kho cá ha, nấu canh gì đó. Trái này phải trái giác không? Tiền cũng không rành đó. Ở vùng Tiền trái này rất là hiếm á cả nhà. Ở vùng Tiền ở dưới miền Tây á, ở dưới miền Tây trái này nhiều dữ lắm, mà ở vùng Tiền thì trái này rất là hiếm. Nè, đây một chùm đó nè cả nhà. Quá trời luôn á, một dây này nhiều lắm, mà có chỗ này có, khu vực này có à. Đó thấy không? Chéo trái nhiều lung lẳng ở trên luôn cả nhà. Nè, không biết phải trái này giấy giác không? Cả nhà mình comment cho Tiền biết ý kiến nha. Đó. Cái dây leo dữ lắm cả nhà. Tiền cũng không rành cái trái này nữa. Thấy giống mà không biết phải không à. Rồi, để Tiền ướp máy nha cả nhà. Dạ, Tiền mời cả nhà mình tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cái lò này Tiền dặm mới luôn nha cả nhà. Tiền dặm mới, Tiền không có quay được cả nhà, không thông cảm cho Tiền nha.
sao mà nó nhõng đầu dữ ta. Ôi đất ơi, chưa gì hết tiền thấy có cua nằm trong rồi. Trời đất ơi, có cá cả nhà ơi, có cá. Trời đất ơi, quá đã. Con cá lóc nè cả nhà. Ôi ơi, nằm im ru, nằm bất động cả nhà ơi, với một con cá lóc vậy nè. Con cá lóc chà phá luôn, với hai con cua, một số ốc nữa cả nhà. Vậy đặc điểm mới là có hy vọng tràn trề, tiền đặt cháu mới là tiền hy vọng dữ lắm cả nhà. Mà cả nhà mình xem và thông cảm cho tiền nha, tại vì tiền đi dặm thêm chỗ mới á, tiền không có quay được á cả nhà, mong cả nhà thông cảm. Cá lóc này cả nhà quá đã luôn, sướng ơi là sướng cả nhà ơi. Ôi đất ơi, một con cua, hai con cua nằm dưới à, một con cá lóc, một con cá lóc dày bên kia, hai con. Ui, sướng nè. Dạ tiền cả nhà mình tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo nha, cái loại tiền đã trong đó đó cả nhà. Quá tiền sụp một cái hố một cái ướt, ây da, tiền sụp một cái hố một cái ướt mình đó cả nhà. Ở đây không khéo là sụp một cái nữa là tiêu luôn nè. Tiền cũng dặm mới nữa nha cả nhà, trong cái hốc này có con gì không đây mà cái loại nó nhúc nhích cả nhà ơi. Kìa, nước trong dữ ta. Rồi có cả nhà ơi, có. Ui ôi ôi, một cặp cái vậy nha cả nhà nè, chỗ mới. Có mới một cặp cá dày nha, quá đã cả nhà ơi nha, ngon lành cành đào. Quá sướng cả nhà ơi, ấy da, rồi để tiền ướp máy bắt cá rồi tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo nữa nha cả nhà, ngon lành. Dạ thì tiếp tục mời đại gia đình thân yêu mình thăm cái loại cá tiếp theo luôn, cái này tiền dặm mới luôn nha cả nhà. Lấy cái bao tiền đậy lại nè, không biết cái bao nó chìm nhõng nhõng, không biết cá vô bao nhiêu không biết. Kìa, nằm ở trong cái hốc này nè cả nhà. Sao đây, tình hình sao đây, có nữa cả nhà ơi. Ôi ôi má ơi, một cặp cá dày nữa cả nhà ơi, quá sướng. Con này ú nu hiền mũi luôn, ú nu luôn cả nhà, quá đã. Bởi không gì bằng ở chỗ mới á cả nhà, không gì bằng ở địa điểm mới á, đặt ở địa điểm mới là tiền hy vọng trúng cá cả nhà. Quá tuyệt vời ông mặt trời, một cặp cá dày. Rồi tiền bóp máy tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Dạ tiền tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái loại cá tiếp theo luôn nha. Cô một loại cá sặc luôn. Ý, có con tôm đó cả nhà ơi. Quá đã cả nhà ơi, có con tôm nữa. Nè con tôm nè. Trời đất ơi, lần đầu tiên tiền đặt lại dính con tôm càng nha cả nhà. Quá tuyệt vời.
Lần đầu tiên thì dính vô con tôm nha cả nhà. Nè, quá đã luôn. Trời đất ơi, ngon lành cành đào. Với được một số cá sặc nữa cả nhà. Quá đã. Rồi, để tiền ốp máy tiếp tục trong máy tiếp theo nha cả nhà. Ngon lành cành đào. Rồi, xong hàng luôn cả nhà ơi. Hư cái lời của tôi luôn rồi. Kìa, tanh bành té bẹ đó rồi. Trời ơi. Cô bé vô. Bình đĩa ráo rồi cả nhà ơi. Tiêu rồi. Hư mẹ rồi. Xong luôn. Hên cả nhà ơi, cái lợi còn. Đây nè. Trời Phật ơi. Tiêu tan cái lợi còn gì nữa. Rồi, thôi tiền ướp máy nha cả nhà. Dạ, tiền mời đại gia đình mình tiếp tục thăm cái lờ cá tiếp theo nha cả nhà. Thì cái lờ này cũng là cái lờ cuối cùng rồi cả nhà ơi. Thì cả nhà mình xem video cảm thấy hay và hữu ích hấp dẫn, cả nhà mình cho tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Cái luồng lờ hồi sớm có chiếc mấy chiếc cua bè nó bò hư cái lờ của tiền, cái lờ của tiền để nằm trên nó bò vô, còn hai cái nữa mà tiền đi thăm không được cả nhà, tiền bỏ lại luôn, đợt sau tiền sẽ thăm hai cái đó. Và bây giờ thì tiền mời cả nhà mình thăm cái lờ này. Tiền sẽ về tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó là cá huyền thoại nè cả nhà. Cá gì mà nó giật dữ vậy, trời đất ơi. Gì nhảy dữ vậy. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Quá trời ơi. Vô một nùi dữ trời, quá khứ trận này rồi. Cái lợi cuối cùng nè cả nhà, 2, 4, 5 con, tiếp tục 5 con cá lóc nha cả nhà. Trời đất ơi, quá khứ trận này rồi. Trời ơi, hên cái cuối cùng cả nhà ơi. Trời ơi, xuống cá nằm xốp lớp luôn cả nhà nè. Mỏ mồng đồ chày tán nạn sàn hữu đó rồi. Quá ẻ cả nhà ơi. Vô mánh này. Trời ơi. 2, 4 5 con cả nhà kìa. Trời đất ơi. Quá dữ rồi. Sướng cả nhà ơi. Trời ơi, coi cái lời cuối cùng. Công nhận cái lời cuối cùng hơn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời ông mà trời. Rồi để tiền ốp máy. Tiền rung mình luôn cả nhà. Để tiền ốp máy bắt cá rồi tiếp tục mời đại gia đình thân yêu mình đi theo chân tiền về tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Dạ, tiền mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Thì tiền cũng mới vừa đi thăm lò cá về nè cả nhà. Để tiền sẽ đổ cá cho tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Tiền để trong cái bao này nè cả nhà. Luồng lò của tiền hôm nay tiếp tục trúng cá nha cả nhà. Nhờ cái cuối cùng
là cái cuối cùng trúng cá lóc quá trời cả nhà ơi. Để tiền nổ ra tổng kết cá cho cả nhà cùng xem nha. Khui hàng. Trời ơi, quá đã cả nhà ơi. Ngon lành cành đào. Thì tiền thăm đường lòi đợt này còn sót lại 2 cái cả nhà. Mà tiền đi ngang không được, tiền đi mắt cô bé mắt đang làm á cả nhà, tiền thăm không được. Rồi tiền bỏ đợt sau để cô bé làm cái bờ đi đó qua đi, giờ tiền sẽ đi lại thăm 2 cái đó nha cả nhà. Thì bỏ lại 2 cái. Với tiền hồi sớm á, tiền có dặn thêm là 3 cái nha cả nhà, 3 cái ở địa điểm mới. Thì hy vọng đợt sau 3 cái đó sẽ trúng cá cho cả nhà mình cùng xem. Và bây giờ thì tiền tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Bao nhiêu con cá lóc nha cả nhà? 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. Con này cũng bự ra cả nhà, con này cũng cỡ 4 gram ạ. 3 gram mấy, 4 gram. Thì 2, 4, 6 con cá lóc nha cả nhà. Được 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 con cá lóc dày là 11 con. Với 1 con cá rô phi. Một số cá sặc nha cả nhà. Nè, một số cá sặc. Thì người cá sặc bự luôn. Con nào con nấy biết nói luôn cả nhà. Nè. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Này, lần đầu tiên tiền đặt là vô con tôm nè cả nhà. Con tôm này tôm chấu nè. Thường gọi là con tôm chấu á cả nhà. Con này cũng nhỏ chứ không có bự. Lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên. Rồi thì thành quả cái luồng lời của tiền đi thăm hôm nay là tiếp tục trúng bánh nha cả nhà. Mùa khô nắng hạn này á, tiền thăm bao nhiêu bấy nhiêu đây là thành quả cũng ngon lành, cành đào cũng trúng cá nha cả nhà. Tiền thăm có mười mấy cái lời à. Đặt từ từ giết mất hết cả nhà ơi. Quá đã luôn. Sao cá lóc nhờ cái lời cuối cùng quá tuyệt vời. Cái lời cuối cùng bất ngờ cả nhà. Năm con cá lóc mà không có bự dữ cũng rồi cá lứa cả nhà. Rồi thì thời lượng cái video của tiền cũng khá là dài rồi. Tiền mến chúc đại gia đình thân yêu mình thật là nhiều sức khỏe và xem video của tiền có hay, hữu ích, hấp dẫn. Yêu mến kênh của tiền, cho tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để kênh tiền phát triển mạnh hơn nữa nha. Tiền cũng chân thành cảm ơn đại gia đình thân yêu mình rất là nhiều vì thời gian qua đã đồng hành và theo dõi kênh tiền nha. Và bây giờ thì tiền xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình cái video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt cả nhà mình, nhớ đón xem cái clip sau tiền sẽ dặn thêm mấy cái lời mới á cả nhà. Cả nhà mình đón xem tiếp cái video sau nha. Hy vọng sẽ trúng cá hơn đợt này cho cả nhà mình cùng xem. Tiền dặm mấy cái mới á, mấy cái ở địa điểm mới á, tiền hy vọng lắm cả nhà. Rồi.